Chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Tiếp tục hôm nay thì mình sẽ trả lời câu hỏi cho những anh chị đã bình luận trong kênh của mình. Thì có một câu hỏi của một anh tên là Nguyễn Hưng ha. Thì anh này anh mới gieo cái dạng thọ mà nó lên được hai cái lá đài rồi, nhưng mà bây giờ nó bị thối gốc, nó chết, là cái nguyên nhân là do đâu? Thì đây là cái do là vấn đề là giá thể của mình ha. Ví dụ như là cái tro đen của mình hoặc là cái sư dừa của mình á, mà nó còn cái độ mặn và cái độ chát á, mà chúng ta không có xử lý xả kỹ á, thì có thể là khi mà cái bộ rễ của mình mà nó ra được những cái rễ đầu tiên á, nó hút chịu những cái chất mặn đó thì nó sẽ bị thối gốc và nó chết ha. Thì đó là một trong những cái nguyên nhân. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa, khi là cây của mình mà nó còn nhỏ quá, mình không thể nào mà tưới những cái dòng phân hóa học ha. Nếu như tưới là cái đạm đó các bạn nó dư ra thì nó cũng bị là thối gốc nó chết. Thì đó là hai cái nguyên nhân ha. Rồi tiếp tục là một câu hỏi của bạn là Vũ Thị Ngọc Anh ha. Thì bạn này bạn hỏi mình á, là rồng vàng Mekong 45 mình gieo ở ngoài đất có được hay không? Mình gieo á, thì mình gieo cái ở ngoài đất cũng được, nhưng mà mình nên chuẩn bị cái giá thể là cái tro đen ha, cho nó dễ lên nha chị ha. Rồi tiếp tục là một câu hỏi của bạn là user 8B nè. Ươm ngày nào kịp Tết anh? Thì đối với mà những bạn mà thời điểm này mình ra video thì các bạn cũng có thể là bạn gieo vào cái bữa 20 nha. Khu vực là miền Bắc thì gieo 20 là đi một cơi á, còn ở khu vực miền Nam là đi hai cơi nha bạn ha. Rồi một bạn tên là Dân Võ nè, em cũng gieo rồi mà sợ nó không lên, khoảng mấy ngày thì nó lên. Thì thông thường thì mình gieo những cái giống như là FVM là 3 ngày lên ha, còn rồng vàng khoảng đâu là 3 ngày, còn đối với Thế Giới Hoa là 5 ngày ha, còn những cái giống khác thì nó cũng xấp xỉ đâu trong cái khoảng đó nha. Một bạn tên là Bùi Thị Ngọc Quyền nè, 4588 ha, bạn này bạn hỏi mình là cho mình hỏi xử lý sống đời ra hoa và thuốc xử lý sống đời. Thì ở đây thì thuốc xử lý sống đời bạn thể bạn sử dụng là cái rộ riếp. Nếu như là không mua có cái rộ riếp thì chúng ta sẽ sử dụng là Fover F95 cộng với Atonit ha. Và cái ngày mà để mà xử lý là cuối tháng 10 nha bạn. Thời điểm này là bạn có thể là bạn xử lý là được rồi nha, khoảng đâu 20 tháng 10 nè là được rồi. Rồi một bạn tên là Ngân Nguyễn nè, bạn này muốn hỏi mình là ban mai 25 tháng 10 âm lịch gieo kịp hay không. Ban mai 25 tháng 10 bạn gieo là ok nha, mà các bạn đi cây nụ nha. Đối với cái mã là 140 và 142, đối với Thế Giới Hoa là 142, còn FVM là mã 140 ha, giống là mặt cọp nha bạn ha. Mình chia sẻ cho mọi người là cái giống mặt cọp, nói chung là mình nói rõ tại vì có sẽ có những cái mã mà nó đi cơi đọt á, nhưng mà mình không cũng không có rành những cái mã đó tại vì mình chưa có trồng, mình chỉ trồng cái mã là 140 và 142 thôi. Rồi tiếp tục là một câu hỏi nè, có một anh kêu mình là bán cho anh là ba gói rồng vàng. Thì ở đây là mình không có bán giống gì hết nha mọi người ha, chỉ chia sẻ trên YouTube thôi, đa số là chia sẻ về kiến thức cũng như là có quay một số mô hình thực tế cho anh chị xem luôn. Rồi một bạn tên là user 4V ha, phân trùng quế có xử lý trồng bông nhận thọ được không? Là được nha bạn ha. Còn ươm là mình nên ươm bằng cái tro đen. Rồi rồng vàng B2 B3 gieo 19, ngắt cây 1 vào ngày mấy? Ngắt cây 1 thì vào cái ngày là 22 tháng 11 ha, và cây 2 sẽ đầu là đầu tháng 12 âm lịch. Rồi mình mua dạng thọ 09 rồng vàng, cho hỏi mình ươm ngày nào? 09 thì bạn gieo bữa 24 đi ha, 24 tháng 10. Rồi ban mai mã 140, ngắt ngọn như thế nào? Thì ngắt ngọn là bữa là 12 tháng 12 âm lịch là mình sẽ không có ngắt nữa ha. Khi là nghĩa là khi mà mình trồng bữa 25 đi thì nó sẽ ra được những cái nụ hoa đó, thì mình cứ ngắt liên tục cho nó ra là mình ngắt mình bấm bỏ hết. Rồi đến cái ngày là 12 tháng 12 mình sẽ không có bấm nữa thì nó sẽ đúng Tết ha. Rồi một bạn ở trong Nguyễn nè, bạn chia sẻ tỉ mỉ rồi, cảm ơn bạn nha. Rồi một bạn user 22M nè, anh cho em hỏi mình gieo dạng thọ trong mát mình đậy bạc lại có được không? Bạn gieo trong mát thì bạn khỏi đậy bạc lại nha. Những anh chị mà gieo ở ngoài nắng thì người ta sẽ làm một cái mui lưới lan ở trên á, đặng che cái ánh nắng là được nha anh ha. Thuận Chi 4712 nè, chào anh, xịt phòng Alias khi cây được mấy ngày? Thì ở đây thì mình trước khi mình trồng thì mình có thể là mình xịt phòng thằng Alias vào cái giá thể trước, rồi sau đó khoảng đâu là khi mà mình cây mình ra chậu thì mình xịt ha, là được ha. Còn phân thì khoảng đâu là 7 ngày là mình có thể là mình tưới nhẹ cái phân rồi ha. Giá thể mình xử lý mấy tháng rồi? Giá thể thì mình xử lý trước đó, ví dụ như những anh trồng kinh tế thì người ta xử lý lâu lắm. Ví dụ như là xong đợt là người ta mua giá thể người ta chất ở ngoài cho người ta xả độ mặn, độ chát gì đó. Còn đối với những anh chị trồng tại nhà thì mình có thể là mình mua cái giá thể của FVM ha, hoặc là Rokin hay gì đó, hoặc là chúng ta có thể sử dụng là tro đen với sư dừa.
hoặc là phân chuồng rồi chúng ta trộn lại ha, và chúng ta tưới ALS là chúng ta có thể là ươm bật đồng được nha. Rồi chị Hiền Oan nè, 8477, chị gieo giá thể gồm đất, cát, phân chuồng, trọ đen 4 ngày không lên, cây nào có cách nào? À, chị nói là chị gieo 4 ngày rồi mà nó không lên đúng không? Là có thể là cái giá thể của mình nó còn cái độ mặn á chị, là nó sẽ không lên ha. Chị nên là chuẩn bị cái giá thể là trọ đen thôi là được, tại vì chị viết em nhìn nó lộng cộng quá. Rồi anh hướng dẫn công thức tưới đáp, thì tưới đáp thì mình cũng hay chia sẻ đó. Thì nếu như là mình ngâm thì sẽ là 1 kg phân ngâm với 5 lít nước, sau đó lấy 100c pha với là thùng dầu 10 lít nước để mình tưới cho bông dạng thổ của mình. Còn nếu như là không có thời gian thì mình chúng ta lấy là 100g pha với 20 lít nước để chúng ta chiết ra chúng ta tưới ha, là được nha. Một anh là Phong Thanh 8775 hỏi là hướng dương xuống giống ngày nào. Hướng dương đối với hướng dương lùn F1 thì 48 ngày thì mình sẽ gieo bữa là 12 tháng 11 ha. Còn 75 ngày gieo bữa là mùng 10 tháng 10. Rồi, đã trả lời một số câu hỏi nha. Rồi mình tưới phân gì cho bông nhãn thọ? Thì ở cái thời gian đầu thì mình có thể là mình tưới cái phân hữu cơ nha, gồm đạm cá nè, hoặc là bánh dầu gì đó cũng được nha. Còn nếu như là không có thì sử dụng DAP. Còn khi cây bấm ngọn rồi thì mình có thể mình sử dụng là 3 số 17 nè, 30-10-10 nè, 20-10-10 nè, hoặc là phân 20-20-15 ha. Thì đó là những cái dòng phân cơ bản. Rồi một bạn user 7C hỏi mình là có cái loại phân gì giúp cho cây của mình nó mập hay không. Thì ở đây nó có là thằng béo mập nha mọi người ha. Thằng béo mập thì mình dưỡng cho cây thì cây nó sẽ mập ha. Cũng như là nó có là siêu bung chèo, rồi siêu bông bự á, nó sẽ có một cái combo ha. Cái combo cho bông dạng thọ luôn. Thì anh chị mà lên những cái nhóm group á thì người ta sẽ bán nha. Dạng thọ Mỹ 55 đến 60 ngày thì cơ một gieo ngày nào. Đối với 55 đến 60 ngày thì chúng ta sẽ gieo vữa 28 tháng 10 âm lịch nha. Bạn Yến hay gì nè. Rồi một bạn tên là Nhân Thanh 8529 cho anh hỏi thế giới hoa cam đỏ cao lỡ một cơi T09 gieo ngày nào kịp Tết. Đối với T09 thì hiện nay gieo khoảng đâu là 22 tháng 10 âm lịch là anh gieo là được nha. Rồi cho mình hỏi phân ủ lâu rồi nay mình vô chậu trộn thêm trấu sống có được không vậy? Được nha bạn ha. Rồi thì đây là một số câu hỏi mà các bạn đã bình luận trong kênh của mình nha. Thì mình cũng đã trả lời hết nha. Những anh chị nào mà có câu hỏi nào nữa thì cứ bình luận trong kênh của mình, thì mình sẽ cố gắng mình trả lời hết vào cái video ngày mai ha, hoặc là tối nay livestream thì em sẽ trả lời nha. Em xin được mến chào.